Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Tội đồ của đội tuyển Anh bị mệt thị tràn ngập mạng xã hội. Lượt suốt luân lưu thứ 5 không thành công của tiền đạo trẻ Bukasaka khiến tuyển Anh thất bại ở trận chung kết Euro 2020 và anh trở thành nạn nhân phân biệt chủng tộc tràn ngập mạng xã hội. Bukasaka đã bị miệt thị và phân biệt chủng tộc tràn ngập trên mạng xã hội khi anh là tội đồ đá hỏng quả lượt suốt luân lưu cuối cùng trong thất bại cay đắng của đội tuyển Anh tại Euro 2020 trước Italia. Tài năng trẻ 19 tuổi của Arsenal vào sân từ băng ghế dự bị và thực hiện lượt suốt luân lưu thứ 5 trong trận thua của tuyển Anh trước Italia trên chấm luân lưu. Thủ thành gian lui dễ dàng cản phá được cú sút quá hiền của Saka, khiến tuyển Anh vẫn không thể lên ngôi vương sau 55 chờ đợi. Đang chú ý Bukasaka đã bị rất nhiều cổ động viên quá khích tấn công trên Instagram cá nhân với nhiều lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc đáng sợ. Một tài khoản yêu cầu Saka hãy rời khỏi nước Anh sau thất bại ở trận chung kết. Một tài khoản khác thậm chí còn đòi tống cổ Saka về Nigeria, vốn là gốc gác của cầu thủ này. Liên đoàn bóng đá Anh, Pha đã lên án hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội nhắm vào Bukasaka cũng như Marcus Rashford và Jason San cho sau trận thua Italia ở chung kết Euro 2020 của Tam Sư chúng tôi phải nói rõ rằng bất kỳ ai đứng đằng sau hành vi kinh tầm đó đều không được hoan nghênh khi theo dõi đội tuyển chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng đồng thời thúc giục các hình phạt nghiêm khắc nhất có thể cho bất kỳ ai gây nên sự việc chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách để loại bỏ sự phân biệt đối xử ra khỏi các trận đấu nhưng chúng tôi khẩn cầu chính phủ hành động nhanh chóng và đưa ra luật pháp phù hợp để việc lạm dụng này không gây ra hậu quả trong cuộc sống thực các công ty phụ trách mạng xã hội cần chịu trách nhiệm và có hành động cấm những kẻ lạm dụng khỏi nền tảng của họ thu thập bằng chứng có thể dẫn đến truy tố và có những biện pháp ngăn chặn tình trạng này tái diễn liên đoàn bóng đá anh khẳng định sông lam